303 mà thôi. Minh Bố, Minh Bố có một cú reverse thành công. Minh Bố lại có một điểm số nữa dành cho mình. Cầu thủ áo số 18 Nguyên Hoàng đã có một tình huống ném thành công, nhưng ngay lập tức thì Sang Đình đã đáp trả. Tống Hoàng Nam, lại là Minh Bố. Minh Bố chạy cắt rất nhanh và khiến cho Tống Hoàng Nam không biết đường nào mà lần cả. Trung phong lại còn đánh tay chiều như Nguyên Hoàng, rõ ràng là rất lợi thế. Tống Hoàng Nam đã quay trở lại sân. Sang Đình, Sang Đình có một tình huống ném ở cự ly 2 điểm thành công. Hoàng Nam, bóng chưa vào rổ. Sang Đình, và có cú ném tiếp theo thành công dành cho Sang Đình, 14-2. Đồ tốt nhất ở bên phía Không Quân trong giải lần này. Minh Bố, 2 điểm tiếp theo dành cho Minh Bố, 17-5. Sang Đình, 2 điểm thành công của Sang Đình. Oh, break and go. Edwin dành cho bàn thắng. Tay của anh đã qua được rổ. Flow cũng đang hòa nhau 5 đều. Minh Bố, 2 điểm đến từ Minh Bố. Sang Đình ném rất tốt. Đoàn đang phàn nàn với trọng tài. Đầu lúc pass của Sang Đình dành cho đồng đội. Một tình huống block của Trung Trần dành cho Văn Thắng, nhưng Sang Đình đáp trả bằng một tình huống ném 2 điểm thành công. Và lại tiếp một tình huống 2 điểm nữa. Huy Hoàng, 2 điểm tiếp theo dành cho Huy Hoàng. Cả mùa giải năm nay khi mà họ ném rất tốt, bên cạnh đó họ còn có rất là nhiều bài để mà có thể kéo được khoảng trống nữa cơ. Các pha bóng cực kỳ đẹp mắt ở trên trước mặt chúng tôi vào lúc này. Và lần này thì đã có lỗi điểm dành cho Văn Thắng. Thề với tôi rằng tất cả các cầu thủ ông mang đến giải đấu này đều là 7 điểm. Sang Đình muốn tự mình ghi điểm trong pha bóng này chắc chắn là như thế. N1 dành cho Sang Đình. Điểm rất tốt của Huy Hoàng. Một tình huống ném từ rất xa của Huy Hoàng, vẫn là cầu thủ mang áo số 30. Một điểm tiếp theo dành cho Huy Hoàng. Vâng, Mark Van Pelt được nói là cầu thủ handle hay nhất tại Việt Nam thời điểm hiện tại. Vâng, cái tay ném hai đội đang liên tục. Sang Đình tí nữa thì có úp rõ rồi.